Hello, welcome to my channel. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ khởi đầu với kênh với game Robbery Bot. Ok, đây thử đi game giải đố khá là hay. Nào, ta bị tóm phá khá ngư ạ. Ok, mình sẽ gọi tiếng ở đây. Okay, chúng ta sang khu tiếp theo này. Ok, chúng ta đã qua cửa. Mình sang level tiếp theo nào. Ai tự động làm sao mà biết được, đây không? Ok, chúng ta qua cửa. Khá đơn giản. Ở tiếp theo mình sang game SpongeRun. Ok, chúng ta cũng chọn cái vật nào. Machine, porous brain! Why didn't I get a costume? Woo-hoo! Must be something good over here. Yay!
Thế nào? Here's the crusty crab again. Yikes! Looking good. Thế nào? Okay, mình thử cái trái nhé. Well, thanks for rubbing it in, Sponge. Bang metal. I prefer this lane. Ahoy! When the going gets tough, the tough blow bubbles. Pretty play. Ta sẽ đập con sâu này, ta dạy một hoa. Okay, ta sẽ đứng sạch cái kem này nhá. Pay off.
chuyển sang game PvZ 2. Chọn cái cây hát này và thiếu một chút đam. Sẽ dùng hết săn nhá, mắc săn có thể. The zombies are coming. Brains. Ok, tiếp theo mình sang game thì chơi vào đây. Huh.
why hold a singing competition? No one can sing better than I do. Good in everything. Not the best singer in the world. Okay, tiếp theo chúng ta sẽ gặp ở đây.
Ok, chúng ta dừng công ty luôn nào. Đồng hành là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Thành phố Cát Trinh.